Hello, dạ, chào mừng uh, quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube quý Việt. À, kính thưa quý vị, á, là cái vụ việc thì em bên bộ vũ trụ uh, nó lại tiếp tục mang đến cho chúng ta rất là nhiều bất ngờ, bất ngờ và hôm nay thì phải nói một câu uh, là thôi rồi nội ơi, thôi rồi ông nội thầy ông nội của thiền em bên bộ vũ trụ uh, tiêu rồi, uh, tiêu chắc luôn, không có đường nào ở trên cả nhà. Bởi vì uh, cả nhà biết á, uh, ngày hôm qua thì uh, viện kiểm sát nhân dân, dân tỉnh Long An người ta đã ban hành cái cáo trạng uh, liên quan đến cái vụ việc của thiền em rồi, đúng không? Thì uh, sắp tới đây người ta sẽ đưa ra xét xử thôi, thời gian nó cũng không, không xa lắm đâu. À, tối đa là 30 ngày thôi đúng không khi mà ban hành cáo trạng rồi thì tòa án người ta sắp xếp ta sẽ đưa ra phiên tòa xét xử à, và một cái vụ việc hôm qua cũng làm xôn xao cộng đồng mạng đó là cái việc mà ông lê tùng vân đã trốn trốn nhà à, trốn nhà đi gắn chip à, cái này là nhiều người nói lắm rồi cả nhà nhiều người ta nghi ngờ ổng đang tìm đường ổng bỏ trốn hay là ổng đang có cái ý đồ gì đó sau cái câu chuyện là rời khỏi địa phương chứ không phải đơn giản đâu À, nhưng mà thực sự á, khi mà làm căn cứ công dân à, thì à, cũng có thể là ông đã xin phép chính quyền địa phương hoặc là cơ quan chức năng cho phép gì đó cái chuyện đó thì chúng ta cũng cần phải xác định lại nhưng mà cái quan trọng á, là hiện tại ông đang dính một cái vụ án rất là nghiêm trọng và người ta đã cấm ông đi khỏi nơi cư trú rồi mà cái việc ông đi ra khỏi địa phương rồi à, đi à, âm thầm hay là, là 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 có báo người ta chưa thì không biết à, và xung quanh cái việc này á, là rất nhiều à, luật sư người ta đã lên tiếng người ta khẳng định rằng cái việc mà ổng tự ý rời khỏi nơi cư trú là sẽ rất là nguy hiểm thậm chí là công an Long An người ta có thể triệu tập ổng và thay đổi hình thức quản chế tức là có thể là đưa ổng đi tạm giam luôn không chừng nữa đó. À đây thì mình xin chia sẻ cả nhà một bài viết sáng nay mới đăng rằng rạng đây thôi ở trên báo Zin các nhà báo zin vn à, người ta đăng một bài với tiêu đề là ông Lê Tùng Vân có bị tạm giam khi tự ý rời khỏi Long An đi Thành phố Hồ Chí Minh à rất là hay À, theo các luật sư thì bị can Lê Tùng Vân có thể bị cơ quan điều tra xem xét thay đổi biện pháp ngăn chặn khi tự ý rời khỏi Long An đi Thành phố Hồ Chí Minh à, rất là rõ ràng mà có quy định ngay cái nhà luật người ta quy định đàng hoàng à, Công an tỉnh Long An đang xem xét việc thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị can Lê Tùng Vân sau khi ông này tự ý rời khỏi địa phương khi đang bị cấm rời khỏi nơi cư trú đó đó là Công an tỉnh Long An người ta đang xem xét việc đó nha người ta đang xem xét lại tình hình À, để coi người ta có 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 tạm giam ông hay không. À, bởi vì à, theo cơ quan chức năng á thì ngày 9 tháng 6 bị can Lê Tùng Vân đến quận 6 thành phố Hồ Chí Minh để làm căn cước công dân gắn chip. À, ngay trong ngày thì lực lượng chức năng đã phát hiện và đưa người này trở về nơi cư trú ở huyện Đức Hòa tỉnh Long An. Nghe cái chi tiết này thì chứng tỏ một điều là ông này ông lên thành phố Hồ Chí Minh là ông tự ý ông rời đi đúng không? Ông tự ý rời đi và không có xin phép uh, cơ quan chức năng, không xin xin phép chính quyền địa phương. À, bởi vì khi đó khi người ta phát hiện người ta mới đưa ổng trở về nơi cư trú còn nếu mà ổng đã xin phép cái thời hạn nào đi thời hạn nào về là xin phép rồi thì người ta đâu có chuyện mà đi lên đó tóm ổng đe đưa đi về nhà đâu đúng không hả và với cái hành vi tự ý rời khỏi nơi cư trú thì bị can lê tùng vân sẽ bị xử lý như thế nào à, đó là một câu hỏi đặt ra rất là nhiều người quan tâm ha à, theo dõi vụ việc thì tiến sĩ đặng văn cường trưởng văn phòng luật sư chính pháp cho biết À, trường hợp bị can đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú mà tự ý rời khỏi nơi cư trú á, à, ảnh hưởng đến hoạt động tố tụng thì cơ quan điều tra có thể thay đổi biện pháp ngăn chặn là tạm giam để đảm bảo hoạt động tố tụng được diễn ra thuận lợi. Đó, quan trọng nha. Người ta tóm ổng về rồi, xong rồi cơ quan chức năng đang xem xét có thể là thay đổi hình thức, có thể là đưa tạm giam của ông Trừng. Bởi vì người ta À, đã cho ông à, được cái à, tại ngoại à, hầu tra thì cái chuyện đó là mình phải trân trọng cái tại sao còn còn ráng lén lút đi đầu này đi đầu kia à, bởi vậy nhiều người nghi ngờ là ông là bỏ trốn của ông, cũng không chả cũng 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 có khả năng có lý chứ không phải đơn giản đâu cả nhà đúng không rồi ông cường phân tích á à, bản chất của biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú là hạn chế cái quyền đi lại của bị can à, à, hạn chế cái quyền đi lại của bị can bị cáo để phục vụ cho hoạt động điều tra à, truy tố xét xử và đảm bảo an toàn cho cộng đồng, hạn chế nguy cơ bị can bỏ trốn, à, rất là rõ ràng ha. À, người nào đã bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng không chấp hành, à, gây nguy hiểm cho cộng đồng hoặc cản trở hoạt động điều tra, truy tố, xét xử thì cơ quan tiến hành tố tụng có quyền thay đổi biện pháp ngăn chặn, à, có quyền thay đổi biện pháp ngăn chặn à, chuyển sang tạm giam. À, đó là luật sư cường luật sư cường đã cho biết và căn cứ theo điều 119 bộ luật tố tụng hình sự người ta quy định rất là rõ ràng luôn chứ không phải là nói khơi khơi à, những cái chuyện này không biết như lan lư thưa đâu hay là những cái tay luật sư ở bên phía tại am giải thích gì về điều này ha chúng ta vẫn chưa thấy họ nói chỉ là công kích những cái người mà đang đứng đơn hoặc là có có tên trong cái bản kết luận điều tra thôi à, mình sẽ có một cái bài này rất là hay à, gửi đến cả nhà có thể là trưa nay chiều nay mình sắp xếp được công việc mình sẽ chia sẻ cả nhà một cái vấn đề rất là hay liên quan đến những cái người ở trong cái bản kết luận điều tra cả nhà rồi bây giờ quay trở lại với cái câu chuyện bỏ trốn khỏi nơi cư trú của ông lê tùng vân ha có thật sự là bỏ trốn hay không và đồng quan điểm với luật sư cường thì luật sư nguyễn văn quynh là giám đốc hãng luật hưng yên đoàn luật sư thành phố hà nội à, cho biết á, nếu mà có lý do chính đáng như là đi khám bệnh, chữa bệnh thì bị can, bị cáo đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú vẫn được phép rời nơi cư trú nhưng phải xin phép cơ quan chức năng đúng không? Phải xin phép rõ ràng cả nhà xin phép và thời hạn mình đi khi nào và mình về khi nào phải rõ ràng, phải tuân thủ khoảng thời gian đó chứ không phải là muốn đi, đi về về nhưng mà nó giống giống như là mình đi phải có lý do chính đáng và quan trọng là người ta có cho phép hay không cái đã chứ không phải là muốn nói xin là cho đi đâu đó rồi, à, khi đó bị can bị cáo phải viết đơn, đó thấy không? Phải viết đơn ghi rõ thời gian đi, thời gian về, địa chỉ đến, mục đích rời đi khỏi nơi cư trú là gì. Đó rất là rõ ràng nha cả nhà, đúng không? Khi đó phải viết đơn nè, ghi rõ thời gian đi rồi thời gian về rồi địa chỉ đến, mục đích rời khỏi nơi cư trú là gì. Đó. Sau đó gửi cho cơ quan à, điều tra. À đúng không? Gửi cho cơ quan điều tra. Khi được chấp thuận thì bị can bị cáo cần tiếp tục thông báo cho chính quyền địa phương nơi đang bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú tức là xin cái cơ quan điều tra xong mà có được phép rồi đó thì việc báo là chính quyền địa phương cái nữa à, mới được đi chứ không phải là uh, muốn đi đi đâu nhưng mà cái kiểu này là mình theo mình nghĩ là ông này ông ông đi ngang xương rồi ông xin phép không có có nói gì hết á bởi vậy cơ quan chức năng người ta mới lập tức đưa ông về truy tìm mà đưa ông về liền đó. À, trong trường hợp bị can, bị cáo tự ý rời khỏi nơi cư trú thì cơ quan điều tra có thể thay đổi biện pháp ngăn chặn cao hơn còn nếu bị can bị cáo lợi dụng khi được phép rời nơi cư trú để bỏ trốn hay tiếp tục phạm tội thì sẽ bị truy nã và bị áp dụng các tình tiết tăng nặng trong quá trình xét xử truy cứu đó do đó đó, cái vụ việc này theo mình nghĩ nếu mà không có thay đổi biện pháp ngăn chặn thì đến khi xét xử người ta cũng nhờ dựa vào đó và người ta tăng nặng đó là một cái hình thức tăng nặng nha cả nhà chứ không đơn giản ổng ở nhà rồi ổng cứ cho là mình lớn tuổi rồi muốn làm gì làm muốn đi đâu đi cái việc mà sắp đối diện với một cái mức án hay là cái việc đưa ra xét xử rồi lại còn đi làm gắn chip gắn này kia kia nọ đó theo mình nghĩ thời điểm này thì đối với ông lê tùng vân hình như nó thừa rồi hình như nó thừa rồi còn nếu mà nó cần thiết lắm đó, để sau này ông làm hộ chiếu rồi đi nước ngoài rồi đó, thì cũng phải xin phép chính quyền địa phương xin phép cơ quan chức năng một tiếng chứ đâu phải vô pháp vô thiên trong khi đang bị ngăn chặn đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú chúng ta nên nhớ là cái chữ cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng mà ông vẫn đi đó à, đúng không cả nhà thấy à, họ ngang tàn cỡ nào đó tới đó đến thời điểm này rồi mà vẫn còn ngang tàn hóng hách vẫn không xem ai ra gì vậy à, thì, thì rõ ràng làm sao mà cơ quan chức năng để yên cho một cái nhóm người như vậy được à, họ tự tung tự tác vô pháp vô thiên à, sẵn sàng quậy trên cơ quan, cơ quan chức năng rồi đến khi có biện pháp ngăn chặn đến khi thành bị cáo bị can rồi thì vẫn không xem ai ra gì muốn đi đâu đi làm gì làm à, rất là nguy hiểm cho xã hội à, một cái à, cơ sở một cái tổ chức như vậy hả cả nhà à, cái gì cũng vậy phải có kỹ cương đồ phép tắt đồ chứ đâu phải là muốn khơi khơi được thật sự thì ngày hôm qua rất là nhiều người đã xôn xao với những cái bức ảnh những video clip mà ông lê tùng vân xuất hiện tại công an ở ở quận 6 đó thì nhiều người cũng bàn ra tán vào nó thôi kể ổng ổng già rồi ổng làm căn cước để theo quy định pháp luật này kia kia nọ thôi sao mà mấy người cứ làm khó làm dễ ổng trong khi cái quy định người ta có rõ ràng chứ không phải là chúng ta làm khó làm dễ hay hức hiếp hay là uh, nói xiên nói sỏi gì họ đâu đúng không cái này người ta quy định chúng ta tuân thủ pháp luật cái đi tuân thủ quy định cái đi rồi sau đó muốn làm gì làm chứ đâu phải muốn nói là lớn tuổi rồi muốn làm gì làm hay là nhỏ tuổi rồi muốn làm gì làm và cũng chính vì cái việc mà cái suy nghĩ cái lối mòn suy nghĩ của những người trong tà am họ suy nghĩ kiểu đó tức là phụ nữ là trẻ em là người già họ cứ dựa vào ba cái đó đó để làm một cái 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 khiên một cái cái bức bình phong để che đậy cho họ và từ đó họ vi phạm rất là nhiều à, vi phạm về pháp luật luôn rất là nhiều luôn và cũng chính vì cái chuyện đó để cho họ thay đổi nhưng mà họ vẫn không thay đổi họ vẫn chứng nào tận đó thì rõ ràng không còn cách nào khác là cơ quan chức năng sẽ mạnh tay đối với những cái cái đối tượng này những cái nhóm người như thế này đúng không nha chứ thôi là họ cứ cứ dựa vào cái bài đó họ làm hoài luôn đó, người già trẻ em phụ nữ gì đó cứ đưa ra à, rõ ràng cái việc mà ông Lê Tùng Vân đã tự ý rời khỏi nơi cư trú là một cái hội chung rất lớn cảnh tỉnh cho cộng đồng cũng như là cho cơ quan chức năng để người ta có cái biện pháp gì đó thiết thực hơn và mạnh mẽ hơn để xử lý cái nhóm người này chứ không thể để họ vô pháp vô thiên vậy à, sẽ làm cho một bộ phận những cái người con nhân đệ tử là là trước mắt nè là sẽ dựa vào họ là họ làm vậy họ không 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 sai thì họ cứ dựa theo đó họ làm đúng không? Họ, họ phát dương quan đại lên và họ lan truyền cái thông điệp đó thì sẽ rất là nguy hiểm cho xã hội. À, chắc chắn là cơ quan chức năng sẽ nhìn vào những cái vấn đề, những cái gì mà họ gây ra cho xã hội này và người ta sẽ có cái biện pháp xử lý triệt à, để ha cả nhà. Rồi xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin chân trọng kính chào và hẹn gặp lại.